Thưa quý vị, sáng nay ngày 18 tháng 7, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ mở phiên xét xử đối với 254 bị cáo liên quan đến các sai phạm xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam và các trung tâm đăng kiểm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Bến Tre, Sóc Trăng. Thưa quý vị, theo kế hoạch, phiên tòa dự kiến kéo dài trong 3 tháng từ ngày 18 tháng 7 đến ngày 18 tháng 10 và được xét xử trực tiếp tại hai điểm cầu là trụ sở Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và trại giam Chí Hòa T30, Công an Thành phố Hồ Chí Minh, huyện Củ Chi. Hội đồng xét xử gồm 5 người do thẩm phán Huỳnh Văn Trực, Phó Chánh tòa Hình sự Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh làm chủ tọa. Ngoài ra còn có một thẩm phán và 3 hội thẩm nhân dân dự khuyết. Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phân công 4 kiểm sát viên chính thức và 3 người dự khuyết giữ quyền công tố tại tòa. Bị cáo Trần Kỳ Hình, cựu cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, tháng 1/2014 đến tháng 7/2021 bị truy tố về tội nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ. Đặng Việt Hà, cựu cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam bị đề nghị truy tố về tội nhận hối lộ. Các bị cáo còn lại bị truy tố về các tội nhận hối lộ, đưa hối lộ, môi giới hối lộ, giả mạo trong công tác, sản xuất, mua bán, trao đổi hoặc tặng cho phần mềm sử dụng vào mục đích trái pháp luật. Nhằm thay thế Nghị định 09 năm 2016 của Chính phủ, hiện Bộ Y tế đang lấy ý kiến các bộ ngành đơn vị liên quan về dự thảo Nghị định sửa đổi bổ sung Nghị định 09 năm 2016 Nghị định Chính phủ. Tuy nhiên, bản dự thảo này lại đang gây lo lắng hoang mang cho các doanh nghiệp. Để đáp ứng quy định bắt buộc muối dùng trong chế biến thực phẩm phải được tăng cường iốt và bột mì dùng trong chế biến thực phẩm phải được tăng cường sắt kẽm theo Nghị định 09 năm 2016 của Chính phủ, thời gian qua, công ty cổ phần EC Cúc Việt Nam đã phải đầu tư dây chuyền sản xuất riêng cho dòng sản phẩm xuất khẩu và nội địa. Điều này đã làm tăng chi phí sản xuất, gây khó khăn trong việc quản lý tránh lây nhiễm chéo của nguyên liệu đầu vào và ảnh hưởng tới uy tín của công ty khi hàng hóa xuất khẩu theo đường tiểu ngạch. Mặc dù là có những cái sản phẩm để xuất khẩu riêng để tránh những cái yếu tố mang tính pháp lý khi mà hàng hóa không được phép sử dụng vi chất dinh dưỡng xuất khẩu. Tuy nhiên thì một số những cái nhà xuất khẩu họ vẫn trộn lẫn những cái hàng hóa xuất khẩu và hàng hóa nội địa để trong một cái container xuất khẩu, và cơ quan an toàn thực phẩm ở nước sở tại họ phát hiện ra là hàng hóa của các công ty mì ăn liền mà có dính những cái vi chất không được phép sử dụng thì sẽ dẫn là đến tình trạng là sẽ ảnh hưởng đến thương hiệu. Trước những bất cập của Nghị định 09, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 19 yêu cầu Bộ Y tế thay đổi theo hướng chỉ nên khuyến khích doanh nghiệp thêm vi chất chứ không bắt buộc. Tuy nhiên, tới nay, dự thảo sửa đổi bổ sung Nghị định 09 của Bộ Y tế lại đi ngược với chủ trương của Nghị quyết 19 của Chính phủ và đang gây lo lắng cho doanh nghiệp. Trong cái dự thảo sửa đổi này thì lại hoàn toàn là không có đồng ý với cái tiêu chuẩn là khuyến khích các doanh nghiệp sử dụng mà đi trở về với cái nghị quyết ban đầu là bắt buộc. Mình thực hiện cái chuyện tăng cường iốt có chọn lọc, có công bằng, thì như vậy là yêu cầu phải tăng cường muối iốt đối với lại nấu ăn trong hộ gia đình. Còn đối với lại công nghiệp mà chế biến thực phẩm thì chỉ khuyến khích thôi chứ không có ép buộc. Theo đó, các doanh nghiệp kiến nghị Bộ Y tế không nên lặp lại những bất cập của Nghị định 09, mà dự thảo nên sửa đổi theo chủ trương khuyến khích không bắt buộc thêm vi chất vào thực phẩm chế biến theo Nghị quyết 19 của Chính phủ. Điều này sẽ giúp doanh nghiệp chủ động trong sản xuất, giảm thiểu chi phí và những rắc rối phát sinh khi xuất khẩu hàng hóa. Thưa quý vị, ngày 17 tháng 7, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo Luật Đất đai 2024 giải pháp thực thi hiệu quả cho nhà đầu tư với sự có mặt của gần 300 doanh nghiệp. Hội thảo đã được tổ chức nhằm phổ biến thông tin luật đất đai năm 2024 đến cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp FDI hoạt động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Liên quan đến hoạt động đầu tư, luật đất đai cho thấy nhiều cải tiến khi đã có sự bổ sung các quy định về nguyên tắc sử dụng đất, cơ chế về giao đất, cho thuê đất, cân bằng quyền lợi, vị thế của nhà đầu tư và người có đất bị thu hồi. Ngoài ra, luật cũng quy định phương pháp định giá đất phải theo nguyên tắc thị trường nhằm đảm bảo hài hòa lợi ích giữa nhà nước, người sử dụng đất và nhà đầu tư. Mình cũng mong muốn là cái luật đất đai làm sao để hỗ trợ cho cái phía doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp sản xuất thực sự là có cái điều kiện để tiếp cận cái nguồn đất đai để họ có thể xây dựng cơ sở sản xuất hay là nhà máy để phục vụ cho cái quá trình sản xuất hàng hóa đi xuất khẩu. Để luật đất đai 2024 phát huy hiệu quả, cần có sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành, ủy ban nhân dân các địa phương để nhanh chóng xây dựng các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật. Cái khối lượng văn bản của các cái cơ quan ở địa phương, đó là hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân,
thì theo luật đất đai hiện nay là có một cái cơ chế chúng ta biết được nội dung rất đổi mới là ủy quyền phân cấp rất mạnh mẽ. Nên là tôi rất là mong muốn là các hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân các địa phương cũng phải quyết liệt ít nhất như chính phủ trong việc đảm bảo ban hành kịp thời các cái nghị quyết. Việc luật đất đai năm 2024 có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 8 tới được nhận định sẽ khơi thông nguồn lực cho thị trường bất động sản. Trong đó, nhà đầu tư sẽ tiếp cận đất đai một cách thuận lợi, người dân cũng được hưởng lợi nhờ giá đất bình ổn, thủ tục hành chính cũng đơn giản, thông thoáng và tăng cơ hội tiếp cận, sở hữu và sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai. Một thông tin đáng chú ý khác, có 7 dự án giao thông kết nối vùng giữa thành phố Hồ Chí Minh và Long An được Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh đề xuất kinh phí gần 48.000 tỷ đồng nhằm kéo giảm ùn tắc và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội giữa hai địa phương. Mới đây, Sở Giao thông Vận tải trên Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành kế hoạch đầu tư ưu tiên thực hiện giai đoạn 2024-2030, danh mục 88 công trình giao thông trên địa bàn, trong đó có 7 dự án quan trọng. Đáng chú ý là dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 1 đoạn từ Kinh Dương Vương, huyện Bình Chánh đến giáp ranh tỉnh Long An. Đoạn đường này sẽ được mở rộng lên quy mô 8 làn xe, rộng từ 52 đến 60 mét với tổng mức đầu tư là 12.800 tỷ đồng. Kẹt xe thì thấy cũng nguy hiểm, với lại kinh doanh đồ thì hơi khó khăn. Nghe thì cũng vui, mừng cho bà con những cái chỗ mà kẹt xe đó cũng phiền. Nếu mà thông thoáng được thì người dân là kinh doanh đồ cũng được thoải mái. Tôi cũng thấy kẹt xe đó thì mình cũng nên mở đường để cho lưu thông nó qua lại, nó không có bị tắc nghẽn. Dự án trục đại lộ Võ Văn Kiệt nối dài từ quốc lộ 1 đến Long An được đề xuất triển khai sẽ tạo nên tuyến cao tốc đồng bộ kết nối xuyên suốt giữa các trung tâm kinh tế trọng điểm của khu vực. Một dự án quan trọng khác là xây mới tuyến đường song hành quốc lộ 22 với Phan Văn Hớn đoạn qua địa bàn huyện Hóc Môn với tổng chiều dài 8,5 km, quy mô 6 làn xe, rộng 30 mét. Tổng mức đầu tư dự án lên 3.720 tỷ đồng. Dự án xây dựng đoạn tuyến vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh qua sông Sài Gòn, kênh Thị Cài, gồm cầu vượt sông Sài Gòn với chiều dài 17,3 m, đoạn qua địa bàn huyện Củ Chi. Tổng mức đầu tư của dự án vành đai 4 dự kiến là 14.000 tỷ đồng. Cái chủ trương chính sách của nhà nước thì nói chung là dân ở địa phương thì chấp hành tốt, nói chứ khi mà giải phóng xong á thì ví dụ như phải có cái chỗ đặng mình di chuyển lên mình ở liền. Bên cạnh đó, kế hoạch cũng bao gồm dự án xây dựng quốc lộ 50 đoạn qua huyện Bình Chánh, dự án mở tuyến đường mới ở phía Tây Bắc để kết nối huyện Bình Chánh với tỉnh Long An, dự án đầu tư xây dựng cầu Rạch Dơi bắc qua địa phận huyện Nhà Bè. Hiện các dự án trên được Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh tích cực hoàn thiện hồ sơ trên Ủy ban Nhân dân thành phố, chấp thuận chủ trương đầu tư và bố trí vốn thực hiện. Giáo dục nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh là một trong những nội dung quan trọng ở trường học. Vào trong dịp hè thì các nhà trường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh cũng đã tổ chức nhiều chuyến tham quan du lịch trải nghiệm với tên gọi lớp học xanh để có thể trang bị cho học sinh các kỹ năng hành động bảo vệ môi trường thật hiệu quả. Lớp học xanh này được tổ chức cho hơn 50 em nhỏ tại khu du lịch văn hóa Suối Tiên. Khi được tham gia lớp học ngoại khóa này, em Minh vô cùng thích thú bởi vừa học tập, vui chơi trong môi trường xanh, sạch, an toàn mà còn được trang bị kỹ năng, các em có ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường xung quanh. Được tham gia trồng cây dừa, trải nghiệm những hoạt động, rồi được tham gia hoạt động nhóm và cũng được khám phá vườn nho. Tham gia lớp học xanh giúp con trải nghiệm nhiều thứ mới, bảo vệ môi trường, học nhiều về những loại trái cây. Dạ, các bé rất là vui, rất là hào hứng tại vì là được trải nghiệm một không gian xanh mát. Ngoài ra thì được học thêm nhiều kiến thức về vấn đề môi trường, được trực tiếp là tiếp xúc với cây nè, tiếp xúc với những sản phẩm thân thiện với môi trường thì các bé rất là hào hứng, rất là vui với những cái hoạt động trải nghiệm này. Ngoài lớp ở đây thì ở trường cũng là nâng cao ý thức cho các bạn bảo vệ môi trường, cũng như là ở sân thì các bạn sẽ thấy rác hay là lá cây thì các bạn sẽ giúp cô nhặt và biết kiến thức là bảo vệ, bỏ vào thùng rác đúng với quy định nhỉ. Thông qua hoạt động hôm nay thì các bạn dã ngoại hôm nay thì bạn sẽ giao lưu và giúp cho các bạn là phát triển hơn về học hỏi về thế giới bên ngoài. Môi trường là vấn đề mang tính toàn cầu. Ô nhiễm môi trường đang là chủ đề nóng được rất nhiều người dân quan tâm. Vì vậy, việc giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cần hình thành ngay từ thế hệ trẻ, thông qua những lớp học xanh như thế này.